Vâng, xin chào anh em. Hôm nay mình lại lên một cái phiên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Bulova. Để ủng hộ mình hơn nữa thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Dòng đồng hồ Bulova và những chiếc Aigin tiểu Rolex thì ở trên kênh của mình anh em không còn xa lạ gì nữa rồi. Những chiếc như này được anh em ưa chuộng và giao lưu rất là nhanh, lên tay rất là đẹp. Chiếc này là chiếc Bulova thứ hai mà từ Bulova The Mi, chiếc thứ hai từ đầu năm đến giờ mình về được. Đợt vừa rồi mình cũng có về được một chiếc y chang như thế này. Chiếc đấy thì nó cũng 19-10 với chiếc này và cũng giao lưu với một anh trai ở trên Bắc Cạn. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là nguyên zin còn rất là đẹp. Anh em có thể là nhìn cái số seri ở đằng sau nắp đáy này. Đó. Trước là nó là hai chiếc khác nhau chứ không phải là cái chiếc lần trước mình quay lại đâu anh em nhé. Anh em để ý kỹ cái số seri. Chiếc này thì nó là một chiếc Bulova dòng Super Sliver Calendar, dòng một lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ, máy cơ automatic. Chiếc này nó là máy Thụy Sĩ anh em nhé, Bulova Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ luôn, chuẩn chỉ, bọc vàng The Mi, cả dây ba chỉ giữa và cái niềng núm của nó là đều bọc vàng. Chiếc này thì nó sở hữu cái mặt đeo là màu vàng mỡ gà chảy tia từ tâm, rất là đẹp. Kim và các cọc số của nó là màu vàng nổi khối. Cái điểm nhấn của nó là ở cái cọc 12 giờ, nó là cái biểu tượng logo Bulova. Chiếc này kính của nó là kính zin, kính có lúp ở vị trí góc ô lịch góc 3 giờ, núm của nó là núm ren. Anh em chỉnh giờ thì anh em sẽ vặn ngược cái núm này lại. Nấc đầu tiên thì anh em sẽ là chỉnh lên con phụ, nó có cả chức năng hỗ trợ lên con phụ. Nấc thứ hai thì anh em sẽ là chỉnh lịch và nấc thứ ba sẽ là chỉnh giờ. Chiếc này thì nó là chuẩn form Rolex cho nên là cái size của nó là chỉ là size 36 thôi anh em nhé. Dòng này thì nó có một cái dòng màu toàn bộ là màu bằng thép trắng hết, thì cái size đấy thì nó to hơn một chút, nó là size 37. Và cái vai càng này, cái chiếc màu thép bằng thép đấy thì nó khác một chút. Chiếc này dây của nó dây thép đúc, cả ba cái chỉ trong nó đều là thép đúc cả anh em nhé, rất là dài. Khóa zin, búp khóa có khắc chuyện logo Bulova. Chiếc này dây của nó còn đủ tay anh em 19-20 đeo vẫn thoải mái luôn. Mặt sau của nó là medal và cái logo Bulova còn cực kỳ là nét luôn. Mọi thông số ở trên cái nắp sau đầy đủ. Nguyên zin, chưa qua spa đánh bóng gì hết. Nói chung là những chiếc Bulova mà niềng khía như thế này thì anh em đeo lên tay nó rất là đẹp. Để mình lên tay cho anh em xem. Kể cả những chiếc Aigin cũng thế, Aigin The Mi như thế này cũng thế, lên tay rất chi là đẹp luôn, không khác gì những chiếc Rolex cả. Nói chung là mình cứ chơi những hàng xịn, hàng chính hãng, hàng cũ cũng được, không chơi hàng fake là được anh em ạ. Những chiếc mặt mỡ gà như thế này lên tay nó rất là đẹp luôn. Thế ví dụ như là chiếc Aigin này, chiếc Aigin này thì nó là cái mặt cũng là một chiếc The Mi, tuy nhiên nó là cái mặt trắng. Nó cũng là cái mặt của nó là mặt trắng vàng nhạt ấy, chứ không phải là trắng hẳn. Đợt vừa rồi thì mình cũng có một chiếc y chang như thế này, Aigin cũng The Mi như thế này, nhưng cái mặt của nó là mặt vàng mỡ gà như thế này. Nó giao lưu với một anh trai trên Hà Nội. Nói chung là những chiếc The Mi như thế này thì anh em lên tay nó cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn cái dáng dấp của form Rolex thì không bao giờ mà lỗi thời được. Cái dáng của nó dáng kinh điển rồi. Mấy hôm nữa thì mình cũng có về được một chiếc Bulova y chang như thế này, toàn thân là bằng thép hết. Và chiếc đấy là size 37. Hiện tại thì cũng có khách cọc cái chiếc đấy rồi. Tuy nhiên là nếu như đến lúc về mà bác khách đấy không lấy nữa thì mình sẽ lên quay với anh em. Còn nếu bác ấy lấy thì thôi. Nói chung là cái chiếc như thế này, cái dây của nó là dây thép đúc cho nên là khi anh em đeo lên tay nó rất là đầm tay. Nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Anh em nhìn cái niềng khiếu của nó bắt sáng rất là mạnh luôn.
Núm nó là núm gen chống nước rất là tốt. Anh em vặn hết ra thì núm nó sẽ bật ra thế này. Anh em để nguyên như thế này, anh em vặn thì nó sẽ là lên hỗ trợ lên vót phụ. Đó. Anh em rút một nấc ra thì nó sẽ là chỉnh lịch. Lịch chỉnh rất là nhạy luôn. Rút hai nấc ra thì sẽ là chỉnh giờ. À, khi chỉnh giờ là anh em lưu ý là vặn qua vị trí 24 giờ để cho lịch nó nhảy. Sau đó là anh em vặn đến vị trí 8 giờ sáng. Sau đó là anh em mới chỉnh lịch anh em nhé. Còn tuyệt đối là không nên chỉnh lịch vào cái giờ kỹ từ khoảng từ 20 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Trên cái khoảng thời gian đấy là nó là cái giờ kỹ cho anh em chỉnh lịch vào cái khoảng thời gian đấy. Rất dễ bị hỏng đánh răng lịch nhé. À, trước này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 14,5 triệu. Anh em nào quan tâm, yêu thích cái dòng Bulova Thụy Sĩ form Rolex như thế này, đấy, liên hệ với mình theo số điện thoại 09123 0067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Một chiếc Bulova chuẩn hãng Thụy Sĩ rất đáng chơi và sưu tầm. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.